Anh em Lo Có Xanh đang có mặt ở Hồ Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lưa thưa chìm dưới sương mù, quỳ bên em trong góc sao đường. Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười. Chào anh. Nữa đây, nữa đây. Thằng lái à? Ở Phú Thọ lên à hay đâu? Không, em ở dưới Hà Nội. Hà Nội à? Vâng. Thế lúc đi lên chả đấy bảo em cứ thích bất ngờ cho nó vui. Thiếu cả mai mấy giờ lên biết thì ai. Thôi, đến lúc đấy. Các bác lại chuẩn bị rượu bia thì bọn em chả về quê chết à. Nghe đã nhở? Nghe đã đời luôn anh. Đài đài luôn. Nghe tiếng ba của nó chắc. Nghe đã đã lắm. Đi xa xa, càng xa càng nghe càng hay. Đúng rồi. Hoàng hoàng mang sông ra, biết bao lâu anh đã từ hỏi. Giờ người đâu đó, có còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó, có thật hạnh phúc, có nhìn về anh dù là trong phút giây. Này em có hay chẳng, một mình em lạnh lẽo thương trăng đêm dài. Con này là một con duy nhất và chỉ có duy nhất tại hôm nay tại cửa hàng của anh chị này. Mai rồi đúng không? Ngày mai nếu như có thì là con thứ hai. Theo em anh để chỗ nào cơ động này xong này thỉnh thoảng mình kéo ra ngoài kia mình hát này. Tối nhất những thứ mình kéo ra ngoài mình hát nó rất là hay. Tôi cứ lui ra để cho loa vào đã xong tính ta tính tiếp. Mình khỏe đợt này tập tạ khỏe thế. Quay ra chứ. Quay ra đi. Đừng quay vào nó đập ở kia nó bật lại nó ù lắm. Anh chào em mấy anh em lâu chưa? Anh cũng thấy chú xem mà chú hay đi giao hết các vùng vùng kia nhiều lắm rồi, nhưng mà cứ bảo mua cái loa về để hát karaoke. Chắc anh đang nghiên cứu bảo là nếu mà mua loa cố định cắm vào hoặc là bằng cái bộ anh mua hẳn một dàn ấy. À vâng. Anh còn đang nghiên cứu à. Vậy là nó pha tường nó riêng rời chứ riêng nó không ngấy. Em hiểu rồi. Đấy, em hiểu chưa? Đấy. Mà thôi thì mua bảo thôi tìm cái loa kéo nghe có hát karaoke ấy được, đi thoảng di chuyển đi đâu ra ngoài bên đâu thì mình đi được, chứ không phải là cố định ở trên tường như loa trên tường như ấy chưa. Vâng. Như cái này mà anh mà kéo ra ngoài kia anh bật lên thì cho loa mấy nhà kia dạp hết thôi. Không phải dặn mình phải nói câu nó sang mồm một tí nữa, tắt điện. Tắt điện. Toàn thành phố. Ai. Con này em tính là nếu mà nay mai mà dịch dã mà anh mà thất nghiệp ấy, anh kéo ra cái hồ ở kia anh hát kìa. Kiếm phết ấy. Xin lỗi đi. Cái cửa hàng anh mở bao nhiêu lâu rồi nhá. Do anh phải có từng này ỉ rồi. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa dầm, cho dù nắng cháy anh vẫn chờ. Những tiếng cười rộn vang không chơi, giờ đúng rồi hơn em lặng im không nói. Tết rồi thì vợ bảo đi tìm thế nào cái loa nào ấy là để làm bộ dàn hát, hát Tết cho nó vui. Qua tất niên đây thì mượn hàng xóm này mấy cái loa kẹo kéo về hát. Ngại quá chẳng mượn. Hay mua hôm trước cũng qua. Từ nay khỏi phải em lo mượn nữa. Tất niên ngồi đây mấy mâm cơm nhà thằng ăn xong đi ngủ. Nên là bảo hát karaoke tí, bảo giờ quán hát thì nó dịch dã đóng cửa nó không ấy đâu. Để ở mà thế là tối về say rượu đấy, lúc em thấy ngồi mê vào chỗ Trang ở cậu ấy lên bắt đầu liên lạc số ở chú 888 này, chỗ của chú con hào hát karaoke tốt ngon nhất mà kéo này bao tiền mà cái hay quảng cáo gì 9.000 đấy người ta hay mua ấy, 9.900 đúng không đấy. Mà cái đấy người ta hay mua là người ta đã lựa chọn rồi, mà giờ chắc dòng này nó là loại dòng là nếu mà loa kẹo kéo mà đi hát là chuẩn, mà người ta đã thẩm định, người ta đã hay mua và nhiều thế gia đình người ta cũng hay mua thì là so là lấy được thì thấy biết là giá rồi thì nó còn khoảng vài hai chục tí đấy thì thôi cứ phải nếu mà hát thì là cứ phải chơi loại này đấy, nó là loại này rồi. Chứ còn mình tất nhiên thì cho âm thanh thì nó có nhiều kiểu nhiều loại, nhiều tiền thì nó giá sẽ khác hơn, âm thanh chất lượng hơn. Anh biết cũng đi thẩm định nhiều loại âm thanh như kiểu anh bảo là kia loa của nó nhập khẩu mà nó đến vài trăm triệu bộ dàn của nó thì nghe thì không thể nói nên làm gì đâu. Hết nước chấm anh ạ. Hết nước chấm. Cái bộ đấy thì mình biết là mình thì cũng không đủ điều kiện kinh tế mình để chơi những bộ đấy, chỉ những ngày thôi.
như cái bộ anh theo dõi hết cả đấy, bộ dàn nó nếu mà bộ dàn như anh bảo lúc kia nó cứ tầm khoảng bình dân, như cái bộ kia nó cứ tầm khoảng 30 triệu hơn 30 triệu. Vâng. Bộ dàn cả loa thứ cả các thứ thứ nó hát, nhưng mà thôi nó cũng là cao thôi, mua này nó có cho nó cơ động ra ngoài, xong ấy ra ngoài đi đâu ấy nó hát được.